mật sắc đẹp tuyệt vời của loài hoa ai rịch, hoa diên vĩ. Chào cả nhà, lời đầu xin chúc sức khỏe mọi người. Mời cả nhà cùng nghe người kể chuyện về hoa tâm sự nha. Nói vui một chút các bạn đừng cười. Hôm nay mình xin giới thiệu cùng mọi người một loài hoa từng được mệnh danh là con mắt thiên đường, hoa ai rịch. Hoa ai rịch mà tiếng Việt gọi là hoa diên vĩ, được mệnh danh là hoa cầu vồng hoặc con mắt thiên đường. Đây là giống hoa thuộc loài cây thân thảo vươn cao, lá có hình dạng giống như lưỡi kiếm, bông hoa to và có nhiều màu sắc bắt mắt. Hoa diên vĩ thuộc họ Lây Ơn, có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải, phía nam châu Âu. Theo lưu truyền và văn hóa châu Âu, hoa diên vĩ được xem là loài hoa biểu tượng cho lòng dũng cảm, lòng trung thành và sự khôn ngoan. Vì vậy, nó đã được chọn làm biểu tượng của nhiều gia đình hoàng tộc tại châu Âu. Người ta thống kê được nhiều giống hoa diên vĩ với những màu sắc khác nhau, trong đó phổ biến nhất vẫn là các màu tím, vàng, trắng, xanh da trời. Và cũng như hầu hết các loài hoa khác, hoa diên vĩ cũng có những ý nghĩa đặc trưng riêng biệt. Trước hết, người ta thấy phổ biến nhất là việc nó được xem là biểu tượng cho ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết. Ba cánh hoa diên vĩ là biểu tượng của lòng trung thành, sự khôn ngoan và dũng cảm. Một ý nghĩa mang tính quyền siêu nhiên được thể hiện qua việc người Ai Cập cổ từng khắc hình ảnh loài hoa này lên trên trán của các tượng nhân sư và trên vương trượng của nhà vua để biểu trưng cho sức mạnh và quyền lực tốt cao. Từ thế kỷ 13, lịch sử ghi nhận hoa diên vĩ chính thức trở thành biểu tượng hoàng gia của nước Pháp và được gọi với cái tên Le Lely. Cuối cùng đến ngày nay, nó được gọi là Lower of the Lely. Lely bao gồm hoa huệ tây, loa kèn, bách hợp. Có lẽ vì thế mà ở châu Âu, hoa diên vĩ được xem là biểu tượng của sức mạnh, quyền uy, sự cao quý và sự toàn bích, nó ánh sáng của hy vọng và niềm tin của cuộc sống. Vì vậy, hình ảnh cách điệu của loài hoa này xuất hiện ở khắp nơi từ trên áo choàng, mũ của nhà vua, các thành viên trong gia đình hoàng gia và cũng được thêu trên những lá cờ. Xin tiết lộ thêm một bí mật nữa là ngày nay, nước hoa mùi diên vĩ được ca ngợi là hương thơm đầu xuân. Có người khi sử dụng nước hoa này, nhắm mắt lại cũng có thể cảm thấy như đang được du ngoạn trong một khu vườn lo trân tinh của Ý. Các bà, các cô vẫn có thể mặc áo đầm thanh thoát của mùa hè và dùng nước hoa có mùi ai rịch của Pháp như là một nghệ thuật tôn vinh sắc đẹp và sự quý phái của chính mình. Hơn nữa, loại nước hoa có thể dùng qua hai mùa 6 tháng mà vẫn hợp. Nghe nói nhà Fodor Ritmau từng tung ra mùi ai rịch Sura do Pierre Bourdon chế tạo từng được bán với giá là 265 Mỹ Kim. Hoa diên vĩ có một hương thơm cực kỳ quý hiếm được con người tìm ra hàng trăm năm trước, giờ trở thành mùi hương cả thế giới sẵn sàng chi hàng chục ngàn đô để sở hữu. Người Hy Lạp và La Mã cổ đại bỏ loài hoa này vào chai để làm tinh dầu. Từ hàng thế kỷ trước, các chủ lữ quán dùng nó để ướp thơm chăn gối. Ngày nay, người ta có thể tìm thấy hoa diên vĩ thơm trên khắp thế giới như trong tinh dầu, trong siro y tế và trong hỗn hợp hương liệu, làm nền cho các loại rượu thơm và mỹ phẩm. Đặc biệt là hương thơm biểu tượng với nước hoa và chất tạo mùi thơm. Có người nói là hương thơm này có thể đắt hơn vàng. Đặc biệt hơn cả là loài hoa này mọc dại đầy ở vùng thớt Kennedy, nơi chúng được thu hoạch và bán trong các cửa hàng Giaiolo, trong tiếng Ý có nghĩa là cửa hàng hoa diên vĩ. Ngoài ra cũng nên biết thêm là trong văn hóa của người Nhật Bản, hoa diên vĩ được xem là biểu tượng của dòng dõi quý phái và khí chất anh hùng của các đấng nam nhi. Chính vì vậy, trong lễ hội mùa xuân dành cho các bé trai ở đất nước mặt trời mọc này, hoa diên vĩ luôn là một phần không thể thiếu. Danh họa Van Gogh từng thực hiện một bức vẽ mà sau này được gọi là bức Iris. Nó được ông vẽ năm 1889 trong một dưỡng trí viện ở nước Pháp. Viện bảo tàng Getty ở Santa Monica, Hoa Kỳ nơi trưng bày bức vẽ hoa diên vĩ Iris nguyên thủy của danh họa Van Gogh. Bức này là bức đắt giá thứ 3 của ông. So với bức Dr. Gosai là một trong những bức tranh đắt giá nhất thế giới. Người ta nói bức họa lừng danh này có những gam màu tuyệt đẹp đến tuyệt diệu. Đứng trước nó, bạn như đang đứng trước một vườn hoa diên vĩ rực sắc xanh tím lạ kỳ, sống động, mạnh khỏe và bừng sáng. Bức ai rịch hiện nay có giá trị vô song, tức vô giá.
Các chuyên gia về loài hoa này cho biết loại đất nhiều sỏi đá tại trang trại và khí hậu ôn hòa là điều kiện lý tưởng để trồng cây diên vĩ ai trịch lo trân Tina. Loài hoa sinh trưởng rất nhanh trong khí hậu ấm áp địa Trung Hải. Nhưng phải trải qua nhiều năm mới đến lúc người ta có thể đóng chai hương thơm diên vĩ, nghiền bột hay bào chế nước hoa từ đó, phải nói đó là một kỳ công. Một bí mật tuyệt vời nữa mà bạn nên biết là hương diên vĩ không thể làm giả. Vì nó được thu hoạch thủ công, ủ xuyên suốt nhiều năm và gần như không thể làm giả. Đặc biệt hơn cả chì, với số lượng rất nhỏ của hương thơm thanh nhã từ hoa diên vĩ này có thể có hàng loạt ứng dụng, từ nước hoa đến nước giải khát đến dùng trong y học, khiến bơ diên vĩ vùng Lo Trân Tina là sản phẩm sau được tìm kiếm nhiều. Là hương thơm quyến rũ trong thế giới loài hoa, hoa diên vĩ vẫn là tượng đài cho hình ảnh cao sang, quyền quý, từ truyền thống cổ xưa vừa thế gian lại vừa thiêng liêng. Ướp nhẹ nhàng trên cổ tay hoàng gia, nhỏ vài giọt vào ly cốc tai, thoa như loại cao bôi vào những vùng tay chân đau hoặc nghiền thành bột mịn có mùi hương hoa violet, hoa trắng. Nó luôn góp phần làm nên những sản phẩm siêu tuyệt vời trên cả sự tuyệt vời nhất. Nói tóm lại, có thể thấy rằng, dù ở bất kỳ quốc gia hay nền văn hóa nào thì diên vĩ luôn là loài hoa cao quý, biểu tượng cho sức mạnh, quyền lực và khí chất anh hùng. Vì vậy, nếu ngưỡng mộ một ai đó, người ta hay khuyên bạn hoàn toàn có thể chọn hoa diên vĩ để làm một bó hoa sinh nhật đẹp hay là quà tặng quý báu trong những dịp đặc biệt khác trong năm để bày tỏ tình cảm của mình. Ở Mỹ, trong các cửa hàng Home Depot luôn có bán nhiều giống hoa diên vĩ khác nhau. Chúng ta có thể tha hồ mua về để trồng và để ngắm chúng. Thật là tuyệt vời, hoa diên vĩ sẽ là một giống hoa quý, đẹp tuyệt, mà chúng ta có thể chọn để bổ sung cho vườn hoa nhà mình thêm hương sắc và phong phú. Mình có để trên màn hình hình ảnh kèm giá bán một số loại hoa này tại Home Depot của Mỹ để mọi người tham khảo nha. Hãy xem tiếp những hình ảnh đẹp tuyệt của hoa diên vĩ trong âm nhạc hấp dẫn. Mình tạm ngưng lời thoại ở đây nha.
đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh.